xuân về non nước bao la, mừng xuân ta ước giữa đời. Lấy anh bưng ngọn đèn, em trên ngọn gió, anh lên mâm chồ em chút nắng vàng. Đường vui đây bước thêm thang, tâm hồn lòng gió em ơi, xây đẹp tương lai em ơi, vun lên một tiếng đàn. Chào các bác, trước mặt các bác đang là chiếc đầu đĩa DVD có tích hợp ổ cứng của hãng Panasonic. Chiếc đầu này có cái tên mã là DMR-EX300. Trong buổi chiều hôm nay em đã có một cái video ngắn giới thiệu sơ qua về chiếc đầu này. Đây là cái dòng đầu DVD tích hợp ổ cứng, cho phép ghi đĩa DVD, cho phép ghi các chương trình, nhạc và phim vào ổ cứng và thẻ nhớ SD. Chiếc này thuộc phân khúc cao cấp, được tích hợp ổ cứng HDD với dung lượng lên đến 400GB. Đồng thời nó có cổng xuất HDMI với cái chuẩn lên đến 1080. Cái dòng đầu này ấy, nó không hề dễ sử dụng đâu ạ. Do vậy là em nhập những cái dòng này về chủ yếu là bán cho những bác có một chút kiến thức, những bác thích tìm tòi học hỏi. Còn những bác chưa chơi bao giờ em khuyên là không nên chơi, bởi vì nó khá là khó khăn, không hề dễ đâu ạ. Về thông số của nó ở trên mạng thì nó cũng không có nhiều. Em thì cũng chỉ biết được đến download được về cái kích thước cụ thể của nó. Nó rộng 43, cao 7,9 và sâu 39,6 cm, nặng 5,6 kg, sản xuất năm 2005. Về ruột gan của chiếc đầu đĩa này còn rất đẹp, do những chiếc đầu đĩa này có cái nắp bên trên rất kín, do vậy là bụi nó hầu như không bị bụi vào, ruột gan còn sạch sẽ và đẹp. Đây là bộ nguồn. Những cái dòng đầu đĩa này thường sử dụng nguồn xung các bác ạ. Nằm ở giữa này là ổ đĩa DVD. Còn đây là ổ cứng HDD của hãng Hitachi với cái dung lượng ổ cứng lên đến 400GB. Ổ cứng được sản xuất tại Thái Lan năm 2005. Đây là main xử lý chính. Dòng đầu này người ta còn gọi là dòng đầu DVD RAM, tức là nó có tích hợp cả bộ nhớ RAM ở bên trong. Tất cả những chiếc đĩa DVD khi cho vào trong cái ổ DVD này
sẽ được toàn bộ dữ liệu của đĩa sẽ được chép tạm vào những con chip RAM này, chép tạm vào bộ nhớ RAM. Do vậy khi anh em ta ấn play một cái thì gần như ngay lập tức là nó sẽ phát, không hề có vấp váp gì đâu ạ. Con chip to đùng trước mặt các bác chính là con chip xử lý hình ảnh và âm thanh. Chiếc đầu này có đến hai quạt tản nhiệt, một quạt ở bên bo main chính và một quạt ở bên phần nguồn. Toàn bộ các giắc bông sen kết nối phía sau đều được mạ vàng. Đây là thông số chính Panasonic DMR-EX300. Công suất tiêu thụ nguồn 47W trên 100V, sản xuất tại Malaysia. Em vừa rồi đã sử dụng cái cổng xuất optical out của chiếc đầu này để kết nối với cả chiếc âm ly đa kênh Sony nằm dưới. Em đã sử dụng điện thoại vì chiếc đầu này nó có đến 3 đường line in. Em sử dụng điện thoại cắm vào đường line in 1. Và chiếc đầu này sau khi nó xử lý cái đường analog xong, nó đã xuất ra đường optical out. Đây là một cái hình thức xuất âm thanh cực kỳ hay. Nhất là ví dụ như bác nào mà đang có những chiếc điện thoại đắt tiền, những chiếc điện thoại có chip ngon, ví dụ như là iPhone hoặc là HTC hoặc là Sony hoặc Samsung, là những chiếc điện thoại xử lý những con chip rất ngon, chip 24 bit. Các bác cắm điện thoại vào cái đầu đĩa này và chiếc đầu đĩa này nó sẽ giải mã ngược, nó xuất ra ở đường quang. Điều này cực kỳ hay, không phải là thiết bị nào cũng có thể làm được điều này. Bây giờ em xin test cái tính năng đầu tiên của cái đầu đĩa này, đó là tính năng chạy đĩa DVD. Nó kèm theo cái khiển học các bác ạ. Tiếng DVD to lắm, phải giảm bớt đi ạ. Bây giờ em xin test tính năng tiếp theo, đó là ổ cứng HDD. Đây, nó có cái nút chuyển ở đây ạ. Đây là chuyển về đọc thẻ SD, hiện tại là không có thẻ SD. Ấn một lần nữa là chuyển về đọc ổ cứng HDD. Ở cái chế độ chạy ổ cứng HDD này, nó không xuất ra đường quang mà chỉ xuất ra đường rắc bông sen AV thôi. Do vậy là khi em ấn play có hình và các bác sẽ thấy nó không có tiếng. Đó, đây là hình ảnh ở trong ổ cứng HDD. Còn đây là vỏ nắp. Nói chung là đồ này thì vỏ nắp chảy xước khá là nhiều. Cái điều quan trọng là
ổ DVD chạy tốt, ổ cứng đọc tốt, như vậy thôi. Còn hình thức bên ngoài thì sẽ có chảy xước đổ bãi mà các bác, không tránh được đâu ạ. Cái chất lượng tiếng của cái đầu đĩa này, kể cả ở đường rắc vông sen cho đến đường quang đều cực kỳ tốt, bởi vì đây là phân khúc cao cấp chứ không phải là phân khúc bình dân. Ở trên mặt trước của chiếc đầu đĩa này nó có dát nhôm đấy ạ, có một dải nhôm dát ở trung tâm mặt trước. Vâng, chiếc đầu đĩa này em bán với giá 1.600.000 đồng. Các bác có thể sử dụng nó như một thiết bị giải mã ngược, khi không chạy đĩa hoặc là không sử dụng ổ cứng, các bác chuyển nó về các chế độ đường line in. Nó có 3 đường line in tất cả, line 1, line 2 và line 3. Các bác cắm điện thoại vào cái đầu đĩa này, và cái đầu đĩa này nó sẽ xuất âm ra đường quang. Nếu như là hiện tại các bác đang có một cái âm ly đa kênh hoặc là một cái âm ly có đường quang vào optical in ấy, thì kết nối với cái đầu đĩa này và chất âm nó sẽ rất tuyệt vời, như ở trên cái đoạn đầu video mà em đã test đấy ạ. Như vậy là chúng ta có thể tận dụng được cái hệ thống chip giải mã của cái đầu đĩa này cho cái việc nghe nhạc từ điện thoại. Nó sẽ hay hơn rất nhiều lần so với việc mà chúng ta cắm thẳng cái đường điện thoại vào cái đường AUX của âm ly. Vâng, bác nào muốn sở hữu chiếc đầu đĩa này thì liên hệ trực tiếp với em theo cái số điện thoại em đề ở dưới chú thích video. Xin cảm ơn các bác đã dành thời gian cho video này.